Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Như video trước thì mình cũng có làm một cái hạt lựu đó các bạn. Thì hôm nay thì mình cũng lấy cái hạt lựu này thì mình sẽ làm xương sáo hạt lựu cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình có hạt lựu để có sẵn nè. Với lại mình nước cốt thì nhà mình lúc nào cũng có sẵn luôn. Với mình cũng sử dụng một bịch sữa tươi không đường và một gói bột xương sáo và 200g đường, 10g hạt é và một tí xíu muối. Trước tiên là mình sẽ ngâm cái hạt é trước nha các bạn. Thì mình hứng một cái ly, nửa ly nước rồi thì mình sẽ cho cái hạt é vào trong đây, mình sẽ ngâm cho hạt é nó nở ra nha. Tiếp theo thì mình sẽ ngâm luôn cái bột xương sáo luôn ha. Thì cái gói bột xương sáo này là 50g, thì ở trong đây thì nó có một cái ống dầu chuối nè và một cái bột xương sáo này. Thì bây giờ là mình sẽ ngâm với cái mức nước là 1 lít nha. Thì mình sẽ cho bột xương sáo vào đây, thì mình vừa cho mình vừa khuấy như vậy giúp cho cái xương sáo của mình nó sẽ không bị giống cục đó các bạn. Thì mình sẽ ngâm trước là 15 phút, mình vừa cho bột xương sáo mình cũng vừa quậy như thế này để giúp cho cái xương sáo của mình nó cho nó mau nở ha. Mình quậy xong rồi thì mình sẽ cho tiếp cái phần đường vào đặng mình nấu. Nếu mà mình không cho đường thì cái xương sáo của mình nó sẽ có cái độ nhẫn, nó sẽ không có được ngon. Cho nên là mình phải cho đường cho nó có cái độ ngót ngót như vậy thì mình nấu lên cái xương sáo mình nó sẽ ngon hơn nha. Thì mình cũng múc vào đây là 3 muỗng đường, 3 muỗng dung luôn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ quậy lên. Mình quậy cho nó xương sáo cho nó nở ra rồi mình sẽ đem đi nấu luôn nha. Như cái xương sáo này á thì mình uống nó cũng giống như lá sâm vậy đó các bạn, uống nó cũng rất là mát ha. Thì vào cái mùa nóng này á các bạn cũng mua bột xương sáo này nè, mình về mình nấu mình uống nó cũng rất là ngon, hoặc là mình mua lá sâm gì đó thì nó cũng rất là mát. Thì bây giờ là mình khuấy cho cái bột xương sáo này á cho nó đặc lại, và sau đó thì mình sẽ cho vào trong khuôn nha. Thì mình nấu thì mình cũng đứng là mình cũng khuấy như vậy, tránh nhiều khi cái bột xương sáo của mình nó sẽ lắng ở bên dưới đáy nồi thì nó sẽ bị khét, thì nó sẽ bị đông lại thì nó sẽ không có được ngon nha các bạn. Thì bây giờ mình nấu cho cái bột xương sáo này cho nó đặc lại thì thôi nha. Xương sáo thì bây giờ mình nấu nó cũng đã hơi đặc lại nè các bạn, nhưng mà mình cũng đứng là mình khuấy suốt như vậy để giúp cho cái xương sáo của mình nó cho nó mịn, thiệt là mịn ra rồi mình mới cho vào trong khay nha các bạn. Như vậy là nó chưa có được nha. Đó các bạn thấy bây giờ xương sáo của mình nó giống như là nó bị ốc trâu vậy đó. Nhưng mà mình đứng mình khuấy như vậy là một hồi là xương sáo của mình nó sẽ tự động nó sẽ mịn ra. Thì bây giờ là mình cứ việc là đứng mình khuấy, khi nào nó mịn ra rồi mình cho vào khay nha. Khi mà mình khuấy là nó cũng lẹ mịn lắm các bạn, chứ nó không có lâu đâu. Mình cứ việc là mình đứng mình khuấy suốt thôi, chỉ cần là 3 phút thôi là cái xương sáo của mình nó đã mịn ra rồi đó các bạn. Đây bây giờ cái xương sáo của mình bây giờ nó đã mịn ra luôn rồi nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ nấu thêm chừng tí xíu, 1 phút nữa thôi thì mình sẽ cho vào khay luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ tắt bếp rồi mình sẽ cho vào trong cái tô của mình nha. Thì mình sẽ cho vào tô như vậy, một hồi mình sẽ chờ cái xương sáo của mình á cho nó nguội, thiệt là nguội, rồi sau đó thì mình mới dùng được. Thì mình sẽ nấu phân nửa nước cốt thôi các bạn, tại vì nhà mình ít á cho nên là mình sẽ nấu nước cốt ít thôi. Thì mình sẽ cho phân nửa sữa tươi luôn. Rồi mình sẽ cho hết cái phần đường còn lại nè, mình sẽ cho vào luôn ha. Rồi mình cũng dằn vào đây một tí xíu muối luôn. Như ăn cái món xương sáo hạt lựu thì mình chỉ cần nước cốt cho nó lỏng lỏng thôi, không cần cho cái nước cốt của mình nó sánh đâu ha. Thì mình sẽ quậy cho nước cốt và đường cho nó đều và cho nó sôi lăn tăn lên là được rồi. Chứ mình đừng có nấu cho nó sôi quá nha các bạn. Nấu sôi quá thì nó sẽ mất cái độ béo, nó sẽ không có ngon. Bây giờ là mình sẽ quậy lên cho đường nó tan là được rồi. Nguyên liệu thì mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cắt xương sáo ra ha. Thì mình xương sáo thì mình sẽ cắt ra làm 4. Rồi thì mình sẽ dùng cái tay thì mình sẽ để xương sáo vào trong cái ly của mình. Rồi mình cũng dùng con dao thì mình sẽ cắt xương sáo cho nó nhỏ ra các bạn.
Ngày xưa thì mình ăn thì ở ngoài người ta bán là cũng để như thế này. Và bây giờ là mình sẽ cho cái hạt lựu vào. Mình cho hết là ba màu luôn. Mình sẽ cho luôn hạt é vào. Nước cốt mình sẽ cho vào luôn ha. Bây giờ mình sẽ cho đá vào luôn các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây 2 giọt dầu chuối cho nó thơm đó các bạn. Mình sẽ cho nước đá vào luôn ha. Đá thì mình cũng đập nhuyễn thôi, đừng có cho nó bự quá nha các bạn. Thì mình sẽ cho vào đây một ít hạt lựu, trang trí cho nó đẹp. Đây các bạn thấy là cái ly xương sáo hạt lựu của mình như thế nào, nhìn nó rất là ngon ha. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thôi các bạn. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình nha. Thì thường thường á là xương sáo thì mình hay uống với hạt é, thì hôm nay cũng sẵn mình có hạt lựu thì mình uống thử xem coi có ngon hay không nha các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cũng ngon đó các bạn. Thì xương sáo này vừa có nước cốt nữa thì mình uống nó rất là ngon. Bây giờ mình sẽ nếm thử coi cái độ ngọt, độ lạt như thế nào nha. Cái xương sáo thì mình ăn nó có độ dẻo, và cái hạt lựu thì mình ăn nó có cái độ dai dai giòn giòn, nó hơi có cái độ bọt quá các bạn. Nó có cái nhị á thì nó có cái độ cứng nha. Độ ngọt thì nó rất là vừa uống luôn. Mình ăn như vậy nó rất là ngon các bạn, và nó thơm cái mùi dầu chuối, nó béo từ nước cốt dừa nữa thì nó rất là ngon. Như vào cái mùa nóng này á, thì các bạn cũng làm những cái món như vậy cho gia đình mình thưởng thức cũng rất là ngon và mát mẻ lắm luôn á các bạn. Trời á thì đang nắng nóng á, mình có một ly mà chè lạnh như thế này thì mình uống nó rất là ok lắm luôn, nó cảm thấy rất là mát. Thì cái độ ngọt độ béo là mình thấy là rất là vừa uống lắm luôn rồi các bạn. Thì như cái món này á, là ở ngoài á, là người ta bán á, là chỉ có là như là xương sa hạt lựu nè, hoặc đó là mình xương sáo mình trang nước cốt dừa và hạt é như vậy thì mình uống nó cũng rất là ngon. Thì mình ở nhà thì có làm sẵn cái hạt lựu á, thì mình uống kèm như vậy nó cũng rất là ngon nữa các bạn. Nó có cái độ bột nó dai dai và nó mềm mềm á, thì mình ăn như vậy thì nó sẽ ngon hơn. Thì tùy theo sở thích của mình nha, thì mình muốn làm xương sa hạt lựu cũng được, còn không làm xương sáo này cũng được nữa, thì tùy theo sở thích của mình ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.